Trong cuốn Nhà Giả Kim có câu đại ý như là khi bạn quyết tâm hay mong muốn điều gì đó, toàn vũ trụ sẽ giúp sức bạn đạt được điều đó. Đó chính là luật hấp dẫn. Mọi hành động, mọi suy nghĩ của một người đều được hình thành từ năng lượng của chính người đó. Hiểu đơn giản, nếu như thường xuyên giữ những suy nghĩ tích cực, chúng ta sẽ thu hút về phía mình những điều tích cực và ngược lại. Bạn có thể thực hành luật hấp dẫn ngay từ hôm nay bằng 3 cách sau nhé. Thứ nhất, tập trung vào khát khao của bản thân. Những gì đã qua, hãy cho nó qua luôn đi. Tập trung vào những điều mình khao khát thay vì lo sợ. Có vậy, bạn mới có thể thay đổi được nguồn năng lượng và thu hút những điều bạn mong ước đến với cuộc sống của mình. Thứ hai, bao dung và biết ơn. Nếu những điều bạn mong ước vẫn chưa hình thành, bạn vẫn nên biết ơn và trân trọng những gì mình đang có để có thêm nguồn năng lượng dồi dào. Thói quen suy nghĩ tích cực sẽ giúp cho bạn dần trở nên mạnh mẽ hơn để có thể đương đầu với bao nhiêu là biến cố. Thứ ba, dành thời gian thiền định mỗi ngày. Mỗi khi bên trong nổi lên cảm xúc lo âu, sợ hãi, bất an thì mình hãy tập thiền. Khi tập trung vào hơi thở và lấy lại sự bình an bên trong, bạn sẽ lấy lại được năng lượng dồi dào. Khi có một tinh thần khỏe mạnh và sáng suốt, những gì bạn mong muốn đều có thể đạt được. Bạn có đang thực hành luật hấp dẫn mỗi ngày không? Chia sẻ cùng Tâm nhé!